Rồi Mập mới giao hàng về tình hình như thế nào Mập ơi, kể lại mọi người nghe ra đầu đuôi coi. Dạ tình hình là em đi lên trên kia em lấy hàng. Rồi. Xong cái em quay lại để cái địa chỉ mà anh gửi là đúng. Khách sạn Việt Hà My. À. 101 Âu Cơ. Em gọi điện thì nó đây. Nó tên người đó luôn không? Nói tên luôn. Rồi, trời. Rồi em gọi điện nói dạ Sơn ơi, dạ phép Sơn không? À. Nói dạ. À, em thuận Mập bên nhóm của anh Đăng Trần em giao cho anh một ký khô gà nè. Ừ. Nó mới nói là người đó mới nói là chết bồ rồi đợi anh lâu quá. Em giờ em chạy qua chỗ 92 Phan Quyết rồi. Rồi có gì anh giúp giùm em được không? Đó thôi bây giờ anh gọi điện cho anh Đăng Trần giùm em đi. Đó thôi chế giúp giùm em đi, em gửi thêm cho anh là 200.000 tiền ship. Đó, rồi em mới gọi điện cho anh. Đó là rồi sau cái nó qua nó lại cái là bùm chiêu. Em hay một bom B-52 ở địa đạo Củng Chi. À, cả nhà ơi, là cái nhóm Hưng Trần mà mới vừa bị bom hàng ha. Thì Mập giao một ký khô gà qua bên cái bên đây. Thì Hưng Trần kết nối được, Hưng Trần gọi điện thoại đồ ok hết. Anh nói chuyện cũng rất là dễ thương, dễ dàng lắm. Nhỏ lắm, giống như thanh niên á, mà nhỏ lắm. À, có kết bạn Zalo luôn, nhưng mà không ngờ á, anh chơi xấu quá mọi người ơi. Rồi đây là hồi đó thằng này nó kết bạn với chị, nó luôn là bóng thế giới cũng là mình tiên luôn. À, đúng tên rồi. Là Trần Quốc Bi đây nè, đây nó cũng gạt chị Tử đây, gạt chị Tử là 2 ký trong cô đem lại là công ty nó thích ăn lắm, nó là công ty chỉnh á, nó chuyển khoản cho chị, cho nó hồi khi nào em muốn mua hàng chị em chuyển khoản với chị, cuối cùng nó đâu chuyển khoản đâu, nó bơm hàng chị. Trời đi khôn lắm Bi ơi. Làm ở đây hả? Khách này cũng đừng cho bụng nè. Nửa tháng nè, nói nè, chị chặn nó nè. Em mọi người, em chặn cho lũ này nè. Nó là con mèo nè. Đúng rồi, đây là con mèo nè. Mèo nè, mọi người, mèo nè. Nè, em chặn nó nè. Đó. Bi ơi, em có cái clip này. Chị nói cho em nghe. Cuộc sống bây giờ buôn bán thì rất là cực khổ. Em biết mà người ta đi dầm mưa, dãi nắng. Mà em bơm hàng như vậy, em nói trong lòng em sao? Em cắn rứt lương tâm không? Em cũng đồng LGBT với chị. Chị thương em, chị nói cho em nghe nhớ em còn nhỏ mà em quý ma cái này. Trời ơi, em quý như vừa thôi. Bi bơm hàng hoài giống như một tháng Bi phải bơm hàng nhóm mừng tụi mình một lần hay sao vậy Bi? Giống theo chu kỳ á Bi. Bi mà bơm hàng một lần nữa nó thiệt với Bi luôn nha. Rồi tôi kêu con gà đen qua đá Bi của Bi luôn á nha Bi. Không có, em nói chuyện vậy là hơi bị đặc hoàng rồi. Thôi bây giờ á, để tới anh nói chuyện với Bi cho mọi người nghe nha. Thì Bi hôm qua nhắn tin là giao hàng mọi người. Thì Hưng Trần cũng cố gắng nói là về nhà rồi không có giao được thì hôm nay giao. Bi nói là giao đến đi, em chuyển khoản rồi em làm này kia cho. Thì hồi sáng Hưng Trần mới kêu Mập qua giao. Giao tới nơi thì Mập gọi điện thoại lại nói là đã bị anh đó, anh chuyển địa chỉ đi nơi khác rồi. Cái Hưng Trần mới thấy là chuyển qua cái địa chỉ mà từ quận 11 mà qua quận Gò Vấp rất là xa luôn, nếu mà đi là không có được. Tân Bình. Phan Rết, Tân Bình, Gò Vấp gì đó. Hưng Trần mới gọi điện thoại lại, nói thôi bây giờ anh nhất định là anh chuyển thì giờ kêu Mập về chuyển đáp cho anh chuyển tài khoản qua đi. Rồi xong rồi cái bầu cúp máy nó để chuyển, nhưng mà sau khi cúp máy rồi á thì bắt đầu gửi cho Hưng Trần một cái tin nhắn. Tin nhắn với nội dung như sau: chuyển khoản đây nè mọi người, để đó đây nè. Chuyển khoản cái lờ má tụi mày, sao tụi mày ngu dữ vậy, đi như vậy có mệt không, kha kha kha, mai mốt khôn ra nha. Trời ơi, thấy không ghê không, Trần Quốc Bi nè mọi người. Đó, nói như vậy á mọi người thấy sao mà Hưng Trần cũng không trả lời. Thôi bây giờ sẵn đây thì anh muốn nổi tiếng thì Hưng Trần cho anh nổi tiếng luôn ha, cho số điện thoại luôn, cho số điện thoại nổ luôn mọi người ơi. Tên Sơn á, điện thoại số điện thoại là số hồi nãy là em gọi là 0762 256 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
bán hàng online á, hoặc là những cái nhóm khác á, mà cùng giống như bán hàng online giống như tụi em á, thì có cái tên như hồi nãy là tụi em nói với là anh Hưng Trần vừa mới nói, với là cái số em mới đọc là 0762256798, thì vui lòng là đừng có cancel cho em trước mắt đi,
nói chung á là đi đường á nó không có, nó cũng vừa xa mà hên á, anh kêu em về á chứ không coi em đi qua Phan Thiết Quy Ít là rất là xa, đúng không? Giỡn đâu, có ký khu cá gà mọi người có 250 à. Rồi á, bây giờ em đọc số lại điện thoại lại, em cũng tức quá rồi. Khi mà đặt người ta không được, rồi dụ người ta không được, cái xong rồi bây giờ nhắn tin lại chửi người ta, trời ơi, gấu gì mà gấu dữ vậy hả Bi? Bi vừa phải thôi, không phải sợ Bi đâu nha Bi. Số điện thoại của em nè, Zalo nè, em dạng chị nè, 2 kg khô nè, đâu có mua đâu chị ơi, em mua giùm cho mấy lính em, thử nó em là chủ cả ngờ em, trời ơi em gạt người ta chị ơi, em gạt em anh tội chết nha em, bữa em là lão phàm nữa, trời ơi. Ờ nhìn nè, hai tay anh ôm khô gà rẫn đau, trời ơi cán quá. Bởi mọi người tránh xa cái con người này nha nè mọi người, 0762256798 Trần Quốc Bi, mà tên thật là tên Sơn, không biết phải không đó mọi người thấy không, rồi nhắn tin ghê okay, lời lẽ là còn chửi đi nữa, đã bơm hàng ta sợ rồi còn chửi. Cả nhà chắc tụi em xin phép là sẵn cái quảng cáo luôn là cái những cái cô mà cô gà cô mực á cô bò á thì tụi em chắc cái bốn lần tụi em sẽ đóng cái túi như vậy là mình nửa ký thôi cả nhà, và nhìn thấy nó ok hơn là cái là bỏ cho mũ. Và cả nhà có gì ủng hộ tụi em nha, yêu thương tụi em thật lòng thì ủng hộ đơn cho tụi em, đừng có bơm hàng tụi em khổ lắm, tụi em buôn bán lợn không có nhiều hết thưa cả nhà, mà đi đây xe cổ này nọ mà nghe mặt ghê nè, em đi lại khó khăn, hôm nay em đi bút nữa chứ. Trời ơi dạ, bởi vậy cả người em nặng 10 mấy ký nữa chứ, tối qua em phải nằm kèo dưới, em đâu dám nằm kèo trên đâu mà nằm kèo dưới bồ em á. Dạ chứ em muốn chơi đá banh rồi dạ, cả nhà đồng cảm cho nhà thương em mập á, thầy Cường xe em mập đi, dạ, 100 mấy ký giác mập đi một ngày ra hãng Honda, ta tháng đi có 1 lần rồi, em tháng đi ra hãng Honda 4 lần rồi nữa. Dạ cả nhà quan hệ của em dạ. Rồi sẵn qua cái clip này Hương Trần gửi lời thăm Bi ha, thì Bi ơi nói thẳng luôn Bi ơi, mình làm vậy á cuộc sống mà mình hại người ta thì mai mốt rồi cũng có người hại mình nha, trời cao quá mắt nha Bi, trời ơi trời. Mọi người ơi, Bi là cộng đồng LGBT mà làm như vậy mọi người thấy chưa, chị sao chị cũng lớn hơn em đúng không, mà em cũng làm như vậy em mang cái tội mang tội mang nghiệp nhớ tới nghiệp của em á. Em biết còn khuyên nữa, nó đang chửi thầy còn khuyên nó gì nữa, chửi vô mặt nó cho tôi nghiệp quật em bây giờ đó em. Trời nó chửi nó nhắn tin nó chửi ngược lại luôn nghiệp quật em á. Bữa em có nghe bà Quý bà nói là chồng bà tên Sơn rồi, chồng bà tên nhà tên Bi, chồng Quý em đó không có ác rồi. Quý thấy nó bông hàng gì nó ác không, bà Quý nói là lịch sự đó ông xin lỗi nha, em nghe giọng không biết giống giống ai không, em xin lỗi người này trước nha, em xin lỗi bạn trước nha VV, đúng giọng giống VV mà không phải sao em này, trời ơi nó sợ lắm, nhỏ nhẹ lắm, anh chị sao nói chuyện đàng hoàng lắm á trời, mà sao có nhắn tin nó chửi thề lại luôn á, ghê không, mà mình không có nói gì hết, mình cứ nói là bây giờ em chuyển khoản vô đi rồi anh sẽ cho qua nó ôi sao kỳ vậy, em kêu chị mua ủng hộ chị 2 ký mà chuyển khoản chị ơi chút lá chừng quốc bi nè thì mới xóa đó, đúng rồi chừng quốc bi cái này là chặn luôn chứ gì nữa, số điện thoại ghê quá thiệt luôn á, đập gấu quê á trời, cái này phải gặp anh Bảo mới em đúng á. Em phải biết thương những người hoàn cảnh người ta buôn bán cực khổ, dãi nắng dầm mưa, chờ nắng người ta đi cũng đội nón để che mặt, mà mưa gió mà áo gió mưa chưa nắng ăn uống bệnh hoạn đỡ thì khổ, em làm như vậy em làm như vậy trong lương tâm em có sao, em có kiếm được lương tâm không, thì nói với em vậy đó, em làm như vậy hơn nữa được khác người ta gạt em còn hơn như vậy được, chị nói em biết vậy 49 em gặp 50 cho em yên tâm, trời này có dai có trả quả bảo liền liền á nhau, 49 em gặp 50 lẹ lắm tích thắt. Thôi bây giờ mỗi người tôi chửi nó một câu đi, bây giờ chị khoán cho em á, chị khoán cho em một tháng này nha, em bị mắc tài mắc lọc mất tài mất lọc rồi, tên Bảo đi ta đâu có làm cho em đâu, đi chơi sao? Ủa nó bơm hàng nhóm mà em nghĩ sao vậy? Bi nha Bi chơi đừng có chơi banh logo nha, chơi đâu cô đó nha Bi. Quý phải chửi cầu rồi bây giờ hả vợ? Còn không phải tụng kinh cho nó ok? Còn không tụng kinh nữa. Còn em là ba nén hương trầm rồi.
tặng My ba nén hương trầm. Dạ. Cái nữa nha My. Yên đây về anh trốn nha My. Xung sẻ nha con. Ba ngày nữa mở cửa mãi nha My. Cân ác vừa vừa, cân ác phải thôi cho BB ơi. Vụ tới nổi bây giờ á, kêu quay qua Phan Huyết. Trời ơi trời, em cũng bó tay luôn. Đây là mọi người, từ cái vụ này là em bơm hàng, cái đợt này là cái đợt thứ hai rồi. Thì mai mốt tụi em buôn bán thì cũng mong mọi người thông cảm cho em nha. Chuyển khoản trước cho em rồi kết bạn Zalo rồi ghi địa chỉ qua cho em. Thì nó kết bạn Zalo với tôi luôn nè. Thấy chưa? Trời ơi ghê không? Cho số điện thoại luôn, ghê không? Nói chuyện đàng hoàng luôn á. Nói chuyện rất là đàng hoàng. Trời ơi trời, xã hội gì? Chị nữ ơi. Dạ, tại vì cái chị nữ ơi. Dạ mấy lính của em á nó thích ăn cái món này lắm. Thôi về chị chuyển qua ủng hộ cho chị 2 ký nha. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Rồi. Tên 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 luôn một ngày chưa có nữa. Rồi. Chị chặn liền. Bây giờ tới danh nè, danh chuyển lời My. Chơi đâu vô đó làm ăn thất bại nha My. Thôi bi ác vừa vừa thôi, bi không có đất gì hết á. Rồi bi ác đi bi. Biết cái nỗi khổ của người đi ship hàng là như thế nào không? Không còn thiệt mặt rồi. Nó chạy còn cả chục cây hơn á. Giống dở là từ đây qua anh bển 5 cây. Vậy mà bi còn nói lời cay đắng nữa, bi chửi đồ nhóm tùm lum tùm la như bi. Cái gì mình cũng từ từ nói nha, chứ đừng có ăn nói xà lơ. Bi ơi bi ơi bi, bi có biết không bi, khi thằng mập nó chạy 10 cây số. Chạy chắc kêu gà đen qua đá bi của bi quá. Đá hai viên bi của bi cũng được, đá nghe bắp bắp rồi đá như bún da cái đá. Nó mập xe nó yếu rồi, nó yêu nghề sư. Bi lấy gì vợ? Nhập nó yêu nghề sư. Hả? Lấy như vậy không? Ghét bãi gì, ghét 2-4 tháng 150 luôn. Bắn rồi. Ô hên á, nãy em cản mập rồi em điện lại, cái xong rồi điện lại á mà nó vẫn nhắn tin luôn, nó không có sợ mình gì hết mọi người. Thường thường người ta nói làm gian làm ác là sợ lắm nha, còn cái này không sợ, chắc nó làm chuyên nghiệp luôn. Em bảo đảm bi này nó làm chuyên nghiệp luôn, nó bơm hàng ra chuyên nghiệp luôn. Ôi trời. Mà bà là không, cái này đúng là làm chuyên nghiệp luôn, không có sợ gì hết á, đưa số điện thoại ra luôn. Rồi nói chuyện là ngon lành, rồi nhắn tin chửi luôn mọi người. Trời ơi, có ai gan như nó không? Thằng này cũng ăn mực gấu lắm nè. Em cũng bó tay luôn ở xã hội này thiệt. Em là cộng đồng á, LGBT là em phải biết thương cộng đồng. Còn này em dạng như vậy đâu có được cho em. Em có tạo phước cũng được em ơi. Muốn em gạt chị được không? Muốn khách gạt em còn nhiều hơn. Nè, mấy mốt nè, bây giờ trai nó gạt còn đau đớn hơn nha. Ok. Trai. Không có cần trai hả, người đời gạt hay sao? Không. Trời ơi. Má ơi, bi này thiệt chứ. Bi nó không biết nó còn có hai hòn không, cắt bớt hòn còn hòn ha. Rồi mọi người ơi, hoan hỷ ủng hộ cho nhóm em nha. Mới bị bơm hàng xong rồi mập nó đi về, nó thở cũng hổn hển, nó cũng còn tội nghiệp đó mọi người. Tới cùng chuyện luôn. Quý ơi. Thích chửi người là ngon còn.